Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Cùng với giáo hội hoàn vũ, chúng ta vừa mừng kính trọng thể lễ Giáng sinh, mầu nhiệm nhập thể diệu kỳ, ngôi hài Thiên Chúa xuống thế làm người. Trong không khí vui mừng hân hoan của mùa Giáng sinh, giáo hội dành ngày đầu tiên của tuần Bát Nhật sau Giáng sinh cũng là ngày đầu tiên của năm mới dương lịch để mừng kính một mầu nhiệm có liên quan chặt chẽ đến mầu nhiệm nhập thể, đó là mầu nhiệm Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẻ của chúng tôi về mầu nhiệm quan trọng này. Mai Hương xin mến chào chị Cẩm Yến và sư Thùy Linh. Khi nghe tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, Mai Hương đã cảm thấy đây là một điều đáng kinh ngạc. Vì có ai cao trọng hơn Thiên Chúa? Vậy mà Đức Maria lại được xưng tụng là Mẹ Thiên Chúa. Có một câu chuyện vui về một người vào nhà thờ cầu nguyện với mẹ. Điều cầu nguyện ấy không được đẹp lòng Chúa, nên Ngài hiện ra quở trách. Người ấy bèn thưa: "Nhưng thưa Chúa, con đang nói chuyện với mẹ Ngài cơ mà." Ý là Mẹ Thiên Chúa còn cao trọng hơn Chúa. Đây chỉ là một mẫu chuyện vui, và ý đó chắc chắn là không đúng rồi. Nhưng chúng ta phải hiểu về tước hiệu này ra sao. Xin sơ Thùy Linh có thể giải thích thêm được không ạ? Cảm ơn Mai Hương đã đặt câu hỏi rất hay và không hề dễ trả lời. Thưa Mai Hương, Cẩm Yến và quý khán thính giả, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa tiếng Hy Lạp là Theotokos, nghĩa là Đấng Cưu Mang Thiên Chúa, tiếng Anh là God Bearer, có ý nghĩa rất quan trọng, không những chỉ đối với Mẹ Maria mà hơn nữa còn đối với Đức Kitô và công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa. Tước hiệu này khẳng định rằng Đức Kitô vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật, là một điều kiện tiên quyết để nhân loại được cứu độ. Vì chính nhờ sự kết hiệp nhiệm màu của bản tính Thiên Chúa và bản tính con người trong cùng một ngôi vị duy nhất nơi Đức Kitô mà con người tội lỗi và hay chết của chúng ta mới có thể được nâng lên để hưởng sự vinh quang cùng Thiên Chúa qua sự chết và sống lại của Đức Kitô. Và vì người con mà Mẹ Maria cưu mang không chỉ là một con người nhưng cũng chính là Thiên Chúa, nên mẹ của Đức Kitô cũng chính là và phải được gọi là Mẹ của Thiên Chúa. Như vậy, tước hiệu này tôn vinh mẹ nhưng không đặt mẹ ở vị trí cao trọng hơn Thiên Chúa như trong trật tự của loài người, vì trật tự của Thiên Chúa không giống như trật tự của con người. Và trong trường hợp này, tước hiệu này có một ý nghĩa quan trọng hơn là nó quy hướng về Đức Kitô con mẹ và công cuộc cứu độ từ muôn thuở của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Xin cảm ơn Sơ Linh đã chia sẻ ý nghĩa sâu xa của tước hiệu Mẹ Thiên Chúa và chúng ta cần hiểu tước hiệu này ra sao. Theo em được biết, tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa là một trong bốn tín điều về Đức Mẹ mà giáo hội đã công bố. Và cũng như tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tín điều này đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong giáo hội, thậm chí làm cho giáo hội bị chia rẽ. Xin sơ giải thích thêm về những sự kiện đã xảy ra chung quanh tín điều này được không ạ? Cảm ơn Cẩm Yến. Đúng vậy, và lịch sử về sự hình thành của tín điều này cũng làm chúng ta hiểu rõ hơn trọng điểm của tín điều về Đức Kitô. Tại cộng đồng Ephesô năm 431, khi công nhận tước hiệu này, giáo hội cũng đồng thời công bố tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa mà các tín hữu buộc phải tin. Đây là tín điều quan trọng nhất về Đức Mẹ mà từ đó các tín điều khác về Mẹ được phát sinh, vì ơn là Mẹ Thiên Chúa bao trùm trên các ơn khác
mà Chúa ban cho mẹ. Cũng nhờ tín điều này mà chúng ta mới có câu Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời trong Kinh Thánh mình. Tuyệt vời quá! Vậy là từ nay khi đọc Kinh Kính Mừng, Mai Hương sẽ ý thức nhiều hơn về tín điều quan trọng này và nền tảng đức tin mà giáo hội đã dày công xây dựng và gìn giữ. Đúng lắm, Mai Hương. Ngày nay, chúng ta may mắn được thừa hưởng một nền tảng đức tin vững chắc đã được các giáo phụ cầu nguyện suy ngẫm và bàn thảo tranh luận gắt gao trong một thời gian dài. Nhưng mọi sự đã không rõ ràng như thế trong thời gian đầu của giáo hội sơ khai. Công bình mà nói, thật không dễ dàng để có thể tin hay chấp nhận có một vị thần hay thiên chúa toàn năng hiện diện ở nơi một người phàm mà người đó lại còn bị tra tấn, hành hạ dã man, thậm chí bị giết chết. Và ngược lại, người ta cũng khó có thể chấp nhận được có một người trần xác thịt, mỏng giòn yếu đuối, nhưng cũng là một vị thiên chúa uy quyền vô biên. Dạ đúng như vậy. Bây giờ mà có ai bảo là anh A hay chị B là một ông thần hay bà thánh nào đó thì khó có ai tin cho được. Đúng rồi. Vì vậy đã có rất nhiều lạc thuyết. Thí dụ như lạc thuyết Adoptionism thì không chấp nhận được việc Đức Kitô là Thiên Chúa thật, nên cho rằng Ngài không phải là Thiên Chúa từ bản chất, nhưng do bởi hoàn hảo không tội lỗi nên được Thiên Chúa thâu nhận, tức là adopt, mà trở thành như Thiên Chúa. Nếu chúng ta tin theo lạc thuyết này thì thật bất hạnh vì nhân loại không thể được cứu độ, bởi vì không có ai là hoàn hảo cả ngoại trừ mẹ Maria. Hoặc lạc thuyết Doceticism thì lại không thể chấp nhận rằng Thiên Chúa có thể là một con người có thân xác chịu đau khổ và chịu chết, nhưng cho rằng thân xác của Ngài chỉ là một ảo ảnh. Vì vậy mà được gọi là Doceticism, tiếng Việt, tiếng Hy Lạp nghĩa là ảo ảnh hay hồn ma. Hoặc thân xác là thật, nhưng Thiên Chúa chỉ nhập vào khi rửa tội hoặc làm phép lạ vân vân, còn khi bị đánh đập hoặc giết chết thì Ngài thoát ra. Tin theo lạc thuyết này thì chúng ta cũng không thể được cứu độ, vì nếu cả hai con người thật và Thiên Chúa thật trong Đức Kitô không chết thì sự cứu rỗi cũng không thể có. Trước những xung đột và tranh cãi thần học như thế, năm 428, Thượng phụ Nestorius ở Constantinople đã đưa ra một quan niệm là ở nơi Đức Kitô tồn tại cả hai bản tính, Thiên Chúa tức là thần tính và con người tức là nhân tính. Đây là một cái nhìn sáng suốt, nhưng ông lại sai khi cho rằng hai bản tính này tồn tại riêng rẽ mà không hợp nhất trong cùng một ngôi vị. Vì sự sai lầm này mà ông đã phản đối tước hiệu Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, tức là Theotokos. Theo tức là Thiên Chúa, Tokos là người mang. Mặc dù tước hiệu này đã được sử dụng trong giáo hội từ lâu, theo ông, Mẹ chỉ có thể được gọi là Mẹ Đức Kitô, tiếng Hy Lạp là Christotokos, vì mẹ chỉ sinh ra Đức Kitô với bản tính con người chứ không sinh ra Thiên Chúa, nên không thể được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Lạc thuyết này không những phủ nhận vai trò Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, nhưng quan trọng hơn còn phủ nhận tính hợp nhất ngôi vị của cả hai bản tính Thiên Chúa và con người trong một ngôi vị duy nhất của Đức Kitô. Wow, nhiều lạc thuyết quá, thật khó mà tìm ra chân lý. Mai Hương cảm thấy thật thương cho các giáo phụ phải moi hết tim óc để đấu tranh và gìn giữ kho tàng đức tin của Hội Thánh. Và cũng tiếc cho Nestorius, cũng đã tìm được một tia sáng của sự thật, nhưng vì một sai lầm
nên lại rơi vào cái vết xe đó của các lạc thuyết trước đây. Đúng vậy đó Mai Hương, nhận thấy sự sai lạc này, cộng đồng Epheso đã được triệu tập năm 431 dưới sự chủ tọa của Thánh Cyril và đi đến kết luận thuyết của Nestorius là lạc thuyết và công bố tín điều Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Tín điều này được tái xác nhận tại cộng đồng Chalcedon năm 451 và Constantinople năm 553. Đáng buồn là Nestorius sau đó bị rút phép thông công vì ông không phục, kéo theo những người ủng hộ ông và gây ra một rạn nứt lớn trong giáo hội. Bản Kinh Tin Kính mà chúng ta được dùng cho tới nay là kết quả của rất nhiều nỗ lực của các giáo phụ qua hàng trăm năm chống lại các lạc thuyết. Bản kinh này tuyên tín một cách rõ ràng rằng Đức Giê-xu Ki-tô là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật đồng bản thể với Đức Chúa Cha và bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng chính Đức Maria và đã làm người. Chúng em xin cảm ơn sơ đã giải thích và giúp cho chúng em hiểu và biết ơn nhiều hơn về giá trị của bản kinh Tin Kính mà chúng ta đọc mỗi Chủ nhật. Thật là một điều may mắn vì ngày nay chúng ta có thể đọc bản kinh này với niềm xác tín và đức tin rõ ràng được xây dựng trên nền tảng thần học vững chắc. Từ nay, mỗi lần đọc kinh Tin Kính, có lẽ em sẽ không còn cảm thấy nhàm chán nữa, nhưng có thể tưởng tượng ra hình ảnh của các giáo phụ phải cầu nguyện, nghị luận, tranh cãi sôi nổi, gắt gao thế nào trong các cộng đồng để có được một bản kinh Tin Kính xúc tích như chúng ta có được hiện nay. Và giờ đây, trong tâm tình yêu kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và niềm cậy trong phó thác năm mới 2021 của một thế giới đang còn đầy đau thương vào bàn tay từ mẫu của mẹ, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Lạy Mẹ Thiên Chúa, sáng tác của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường và Viễn Sứ, do ca sĩ Kim Thúy trình bày. Mẹ Maria, ánh sao rực rỡ trời người, soi đường con đi trong ánh hy vọng sáng tươi. Này con phó thác, xin mẹ thêm sức độ trì, hát hiu đùi cao, mẹ đã thông phần khổ đau. Mẹ ơi mẹ biết chúng con cần đến mẹ nhiều, xin mẹ dù thương ban xuống như lời khấn xin. Ngày xưa Cana con mẹ ban phép nhiệm mầu, bên cơn thử thách thành chén rượu nồng sướng vui. Ôi Maria, mẹ Thiên Chúa uy quyền khôn xanh, xin thương nhân gian được giải thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Chúng con vâng ý cha lành,
phục tuân theo như Chúa con đã nhu quyền. Ngài là chính đáng cứu chuộc tội lỗi chúng con, tiến qua khổ đau vui bước trong niềm tin chung. Ôi Maria, mẹ Thiên Chúa giữ đầy ơn phúc, trong cơn gian nan nguyện xin cứu nhân loại khổ sầu. Ôi Maria, mẹ Thiên Chúa uy quyền khôn sanh, xin thương nhân gian được giải thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Lạy mẹ Thiên Chúa, chúng con tựa nép bên mẹ, xin mẹ chờ che, xin hãy nghe lời chúng con. Trần gian thương đau, xin mẹ giải thoát chúng con, thoát cơn hiểm nguy, thử thách vây bọc khắp nơi. Ôi Maria, mẹ Thiên Chúa giữ đầy ơn phúc, trong cơn gian nan nguyện xin cứu nhân loại khổ sầu. Ôi Maria, mẹ Thiên Chúa uy quyền khôn sanh, xin thương nhân gian được giải thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Ôi Maria, mẹ Thiên Chúa giữ đầy ơn phúc, trong cơn gian nan nguyện xin cứu nhân loại khổ sầu. Ôi Maria, mẹ Thiên Chúa uy quyền khôn sanh, xin thương nhân gian được giải thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Xin thương nhân gian được giải thoát khỏi cơn. Chủ nhật này, giáo hội cũng mừng kính lễ hiển linh, là lễ Chúa Giêsu tỏ mình ra cùng muôn dân, được cử hành vào ngày Chủ nhật thứ hai sau lễ Giáng sinh. Theo Mai Hương biết, việc Chúa tỏ mình ra cho muôn dân được thể hiện qua sự kiện ba đạo sĩ mà chúng ta hay quen gọi là ba vua, được Chúa tỏ cho biết sự hiện diện của đấng cứu thế qua ngôi sao lạ mà đến dâng ngài lễ vật. Hình ảnh ngôi sao là hình ảnh không thể thiếu được trong đêm Giáng sinh và cũng là hình ảnh rực rỡ nhất của Giáng sinh đã in trong trí của Mai Hương từ thời thơ bé. Với những lồng đèn, ngôi sao đủ màu sắc, kích cỡ, giăng mắt từ tháp chuông cao tít của các giáo đường hoặc ngập tràn trên các đường phố. Hình ảnh ba vua thì như một huyền thoại trong trí óc trẻ thơ. Không biết vì sao ba đạo sĩ lại thành ba vua, và câu chuyện này có ý nghĩa gì trong đêm Giáng sinh thưa sơ? Thánh sử Matthew thật ra không nêu con số chính xác các đạo sĩ, cũng không nói họ là vua. Trong các bức họa hay tranh ghép cổ, người ta vẽ hai hay ba bốn ông hoặc là nhiều hơn thế nữa. Các Kitô hữu ở phương Đông thì lại quen tính đến cả hơn chục ông. Con số ba theo truyền thống có lẽ là do ba lễ vật dâng lên cho Chúa Kitô. Cũng có thể con số này được chọn để biểu trưng cho ba ngôi. Về việc trình bày các đạo sĩ như là những vị vua cưỡi trên lưng lạc đà, đầu đội vương miện, có cả đoàn tùy tùng đi theo, là do ngôn sứ Isaiah đã loan báo rằng
người ta sẽ thấy các vị vua lên đường đến thờ lại Thiên Chúa thật tại Jerusalem. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Mê-dân và Ê-pha, tất cả những người từ Sa-ba kéo đến đều mang theo vàng với trầm hương và loan truyền lời ca tụng Chúa. Theo sách Isaiah chương 60 câu 1 đến câu 6. Mặc dù câu chuyện này có chút màu sắc huyền thoại, nhưng hoàn toàn có thể thực sự xảy ra, và Thánh Matthew cũng trình bày như thế. Có hai ý nghĩa quan trọng trong câu chuyện này. Thứ nhất là ba lễ vật nói lên Chúa Giê-xu là vua, là Thiên Chúa và là con người. Vì vàng là lễ vật dành cho vua, trầm hương là lễ vật dành cho Thiên Chúa, và mộc dược là một hương liệu để tẩm sát, là lễ vật dành cho con người. Thứ hai là lời mời gọi. Mỗi chúng ta phải biết lên đường để tìm kiếm và nhận biết Đức Kitô, dùng kiến thức, sự hiểu biết để nhận ra ánh sao lạ của Ngài và lòng khiêm tốn để biết lắng nghe, học hỏi, tìm kiếm, cầu nguyện khi kiến thức không đủ để giải thích và soi dẫn. Vâng, chúng em xin cảm ơn sơ đã giải thích về ngày lễ hiển linh và ý nghĩa của ngày lễ này. Em thì rất thích hai ý nghĩa mà sơ đã giảng giải. Nó giúp cho chúng ta xác tín hơn nữa về căn tính của Chúa Giê-xu, và qua đó niềm tin chúng ta sẽ được cứu độ. Đồng thời, nó cũng thúc đẩy và hướng dẫn chúng ta trong hành trình tìm kiếm Chúa bằng cả trái tim, khối óc và lòng khiêm nhường. Giờ đây, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ba Vua Hành Khúc, nhạc ngoại quốc, lời Việt của Linh Mục Phương Anh do ca sĩ Như Ý trình bày. Ta cười dường ấy, nguyện soi xét biết chúng tôi.
Maria, mẹ Thiên Chúa. Chúng con xin cảm ơn mẹ vì nhờ lời xin vâng của mẹ mà đã sinh ra đấng cứu thế chuộc tội cho chúng con. Trước thềm năm mới 2021, chúng con khẩn nài xin mẹ đoái thương thế giới đang còn trong cơn nguy khốn vì đại dịch, chiến tranh, bạo động, bất công, thiên tai vẫn đang lan tràn khắp nơi. Xin mẹ giúp nhân loại chúng con biết dùng trí lực Chúa ban và lòng khiêm nhường mà nhận ra Thiên Chúa đang ở giữa chúng con như các vị đạo sĩ xưa và quay trở về cùng Ngài. Amen. Chương trình lời ca nguyện cầu của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Sơ Thùy Linh, Mai Hương và Cẩm Yến xin kính chúc quý vị thật nhiều ơn lành của Chúa và mẹ Maria. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.